Kính thưa quý vị, ngày hôm nay công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú xin giới thiệu tới quý vị máy băm chuối đa năng thế hệ mới. Chỉ với 1 phút, máy có thể băm từ 2 đến 3 thân cây chuối có đường kính 15 cm. Vâng, thật không thể tin được phải không ạ? Nhưng sau đây tôi sẽ giới thiệu tới quý vị máy băm chuối tràng hạt 3A 2,2 kW do công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú sản xuất hoạt động như thế nào ạ. Máy băm chuối đa năng thế hệ mới của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú là một trong những sản phẩm với thiết kế ưu việt, hiện đại, hệ thống dao băm thông minh, sắc bén, đã khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của các dòng máy trước đây trên thị trường. Hứa hẹn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho bà con trong phát triển chăn nuôi, đáp ứng đủ các tiêu chí, hiệu quả, an toàn, chất lượng. Đó chính là chiếc máy băm chuối đa năng 3A 2,2 kW. Máy băm chuối đa năng thế hệ mới của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú được cấu tạo gồm: phễu nạp được thiết kế mở rộng đa hướng, giúp có thể đứng ở nhiều vị trí để cho nguyên liệu vào. Thùng băm. Khung máy. Cửa thoát đã được thiết kế thêm nắp điều chỉnh nguyên liệu. Động cơ 2,2 kW. Từ xưa đến nay, người chăn nuôi luôn chú trọng đến nguồn thức ăn sạch cho vật nuôi ăn hàng ngày. Việc này rất cần thiết, tuy nhiên lại là khâu mất rất nhiều thời gian, đặc biệt với những thân chuối to, dai và nhiều nhựa. Hiểu được điều đó, công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú đã cho ra đời máy băm chuối đa năng. Máy có thể băm tất cả các loại cây chuối, cỏ voi, rau, bèo, củ, quả, thân cây ngô cho hiệu quả năng suất cao, tiết kiệm nhiều thời gian và phù hợp sử dụng cho các trang trại chăn nuôi. Máy được thiết kế với kích thước lần lượt là 600 x 600 x 800mm với kiểu dáng gọn nhẹ, trọng lượng chỉ 49kg. Chúng ta có thể dễ dàng di chuyển và sử dụng phù hợp với nhiều địa hình vị trí sử dụng khác nhau. Đặc biệt, máy băm chuối đa năng được thiết kế với bộ dao gồm một đĩa để gắn lên hai lưỡi dao to và 20 dao băm nhỏ được xử lý nhiệt kỹ lưỡng nên đảm bảo độ sắc bén lâu hơn. Đồng thời, sản phẩm băm da không còn sơ, đồng đều giúp vật nuôi dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn. Máy được cải tiến cửa xả nguyên liệu lớn có nắp chắn thông minh để bà con có thể điều chỉnh nguyên liệu xả ra ngoài, gần hoặc xa tùy theo ý muốn. Sử dụng động cơ 2,2 kW mạnh mẽ gắn liền với hệ thống dao băm giúp cho lực cắt ổn định và khỏe hơn. Máy có thể làm việc liên tục cho năng suất lên đến 150-180 cây chuối trên giờ với trọng lượng mỗi cây từ 15-18 kg. Cửa nạp được thiết kế dạng phễu giúp cho bà con dễ dàng cho nhiều loại nguyên liệu khác nhau như cỏ, bèo, lục bình.
Với khả năng hoạt động liên tục và cho năng suất cao, máy băm chuối dạng hạt 3A 2,2 kW chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực không thể bỏ qua của các trang trại chăn nuôi, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, xây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, bền vững. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.